Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp của kênh tin tức người đưa tin. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong ngày. Chúng tôi vừa cập nhật ngay sau đây. Các hầm trú ẩn bằng bê tông đang được lắp đặt tại các thành phố của Nga khi cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk bước sang tuần thứ ba. Hôm nay tại Kursk, việc lắp đặt các hầm trú ẩn bằng bê tông đã bắt đầu. Tỉnh trưởng tỉnh Kursk Alexei Smirnov thông báo trên Telegram hôm ngày 22 tháng 8. Theo chỉ thị của tôi, chính quyền thành phố Kursk đã xác định những địa điểm chính để bố trí các hầm trú ẩn bê tông ở những nơi đông đúc, ông Smirnov cho biết, đồng thời công bố ảnh chụp một trong những hầm trú ẩn bê tông được vận chuyển bằng xe tải. Ông Smirnov cho biết, 10 hầm trú ẩn sẽ được lắp đặt tại thị trấn Selenogod và các biện pháp tương tự sẽ được triển khai tại thị trấn Kostytop, nằm cạnh nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong cuộc họp với giới chức cấp cao về tình hình các vùng biên giới Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 22 tháng 8 đã cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk. Giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine tại Kursk sau cuộc đầu kích của Kiev làm dấy lên lo ngại đối với sự an toàn của nhà máy hạt nhân trong khu vực. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi ngày 9 tháng 8 kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh tai nạn hạt nhân tại nhà máy Kursk. Theo ông Smirnov. Quyết định về việc lắp đặt các công trình như hầm trú ẩn do Trung tâm Chỉ huy tác chiến, gồm các quan chức từ nhiều cơ quan khác nhau, đưa ra. Các quan chức ở Kursk hồi tháng 6 cho biết họ sẽ lắp đặt một số lượng lớn hầm trú ẩn trong trường hợp căng thẳng leo thang. Báo Commission đưa tin. Động thái của Nga diễn ra khi các khu vực biên giới Nga giáp Ukraine đã ban bố tình trạng khẩn cấp do các cuộc xâm nhập và pháo kích dữ dội, khiến hàng nghìn dân thường phải sơ tán khỏi các khu vực biên giới. Thành phố Kursk có dân số khoảng 450.000 người. Khoảng 20.000 dân thường Nga vẫn ở lại vùng biên giới Kursk sau khi hơn 133.000 người đã được sơ tán trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga tiếp tục nổ ra. Tính đến hiện tại, 133.190 người đã trời đi, 19.376 người vẫn ở lại. Ông Smirnov cho biết, đồng thời nói thêm rằng 8 quận của vùng Kursk với tổng dân số hơn 150.000 người đang được lệnh sơ tán. Tổng thống Putin ủng hộ việc đưa ra chế độ thanh toán tự động với số tiền 15.000 rúp, tương đương 163 đô la Mỹ cho cư dân vùng Kurs rời khỏi vùng chiến sự. Quốc hội Indonesia sẽ không thông qua các thay đổi đối với quy tắc bầu cử trong nhiệm kỳ của chính phủ hiện tại. Lãnh đạo Hòa viện nước này cho biết hôm 22 tháng 8, khi các cuộc biểu tình bùng đổ bên ngoài trụ sở, lực lượng an ninh đã phải dùng đến hơi cay và vòi rồng. Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia Sumi Dasko Ama nói với Reuters rằng, các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong kỳ họp quốc hội tiếp theo, có nghĩa là các thay đổi sẽ không được áp dụng cho cuộc bầu cử năm nay. Hoặc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joko Widodo, người sẽ rời nhiệm sở vào tháng 10. Lực lượng an ninh đã bắn hơi cay và phun vòi rồng khi người biểu tình xông vào và đốt cháy một phần cổng trụ sở quốc hội. Truyền hình Indonesia đưa tin các cuộc biểu tình bùng nổ khắp đất nước để phản đối kế hoạch thay đổi luật bầu cử các đồng minh trong quốc hội của tổng thống Jokowi tìm cách đảo ngược phán quyết của tòa án về luật bầu cử. Nếu thành công, điều này sẽ ngăn chặn một nhân vật chỉ trích chính phủ của ông ra tranh cử trước tổng thống Jakarta. Đồng thời sẽ mở đường cho con trai út của ông tranh cử tại Trung Java vào tháng 11. Hôm 20 tháng 8, tòa án hiến pháp bác bỏ yêu cầu bỏ giới hạn độ tuổi để ngăn những người dưới 30 tuổi tranh cử trước thống đốc khu vực. Phán quyết này sẽ ngăn cản con trai út của thống đốc Đô. Cai Sang Pan 29 tuổi, tranh cử khu vực tại Trung Saba. Tòa án cũng đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những đảng phái chính trị đề cử ứng viên bằng cách giảm bớt yêu cầu phải nắm giữ 20% số ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Hàng ngàn người đã tập trung bên ngoài trụ sở Quốc hội mang theo các biểu ngữ cáo buộc Tổng thống Guido Đo đang phá hủy nền dân chủ, trong khi những người khác mang theo mô hình máy chém có khuôn mặt đông các cuộc biểu tình bùng nổ bởi cuộc tranh giành quyền lực xem cơ quan chính phủ nào có thẩm quyền quyết định luật bầu cử. Trước đó, Quốc hội Indonesia có kế hoạch thông qua các thay đổi vào ngày 22 tháng 8. Điều này sẽ đảo ngược quyết định của tòa án hiến pháp hồi đầu tuần. Ban đầu, Quốc hội hoãn kế hoạch của mình giữa sự phản đối dữ dội, nói rằng phiên họp toàn thể không đạt đủ số đại biểu. Sau đó, Quốc hội chính thức tuyên bố tạm dừng kế hoạch vào cuối ngày 22 tháng 8. Cuộc tranh giành quyền lực giữa Quốc hội và tòa án đã gây ra vẫn nộ khắp nền dân chủ lớn thứ ba thế giới. Với việc Tổng thống Jokowi đối mặt với sự chỉ trích gia tăng, những gì mà các nhà phân tích cho rằng đó là nỗ lực củng cố quyền lực trước khi ông rời nhiễm sở vào tháng 10. Ông Jokowi đã phục vụ hai nhiệm kỳ tối đa, sẽ được thay thế bởi Tổng thống đắc cử là Prabowo Subianto vào ngày 20 tháng 10. Phó Tổng thống đắc cử Gibran Jakabuin Jakar chính là con trai cả của ông Jokowi. Con trai cả của ông Widodo đắc cử phó tổng thống sau khi tòa án hiến pháp tạo ra một ngoại lệ với giới hạn độ tuổi cho vị trí này đối với các cựu lãnh đạo khu vực. Ngoại lệ được đưa ra khi em rể của tổng thống Widodo, ông Anwar Usman, đang giữ chức tranh án tòa án hiến pháp. Ông Usman đã bị đình chỉ vì tham gia vụ việc liên quan đến người thân cận và sau đó bị bãi nhiệm hàng ngàn người rời Myanmar do bị các tài súng nổi dậy tấn công. Giới chức Liên Hợp Quốc cho rằng nhóm vũ trang Arakan Army đang nhằm vào người Hồi giáo thiểu số trong bối cảnh quân đội Myanmar bị đẩy khỏi bang Rakhine. Tờ The Guardian ngày 23 tháng 8 đưa tin hàng ngàn người Rohingya buộc phải rời bỏ nhà cửa ở Myanmar và lánh nạn trên những chiếc xuồng đầy nguy hiểm sau khi bị các tài súng nổi dậy nhắm tới. Nhóm nổi dậy Arakan Army AA đã giành kiểm soát phần lớn bang Rakhine từ tay quân đội Myanmar khiến cộng đồng người Rohingya thiểu số rơi vào khu vực kiểm soát của họ. AA đã nã pháo vào làng, buộc họ phải rời khỏi nhà cửa và gom đàn ông trong làng vào một khu vực tập trung. Một quan chức Liên Hợp Quốc ẩn danh cho biết, chưa thể xác minh được con số chính xác, nhưng hàng ngàn người Rohingya đã trẻ trốn khỏi các thị trấn Maungda và Butidaung trong những tuần gần đây. Các nhà hoạt động vì quyền lợi của người Rohingya tại trại tị nạn Nazapara ở Bangladesh cho biết, Họ đã tìm thấy ba thi thể hôm 20 tháng 8 trôi giặt vào bờ sông Náp bên phía Bangladesh và hàng chục thi thể được tìm thấy trong những tuần gần đây. Nhiều người dân làng chạy đến các con sông gần đó với hy vọng trốn thoát bằng xuồng đến thủ phủ Squidwi của Rakin hoặc qua biên giới đến Bangladesh, nơi có một triệu người tị nạn Rohingya sinh sống kể từ năm 2017. Quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã có những nỗ lực của các nhà trung gian quốc tế nhằm liên lạc với AA. Bangladesh đã buộc nhiều xuồng đến từ Myanmar quay lại, nhưng lực lượng an ninh Bangladesh đang quả tải sau nhiều tuần bất ổn xung quanh việc cựu thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Người đứng đầu chính phủ lâm thời mới, ông Muhammad Yunus cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn. Cựu thủ tướng Thạc lên tiếng về thỏa thuận tin đồn giúp ông về nước Cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Shinawatra Sinawatra khẳng định không có bất cứ thỏa thuận chính trị nào với các đối thủ chính trị để ông trở về nước sau 15 năm sống lưu vong. Không có thỏa thuận nào, không ai dám thỏa thuận với tôi. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thạch Xỉn trả lời phỏng vấn tại một diễn đàn ngày 23 tháng 8. Ông Thạch Xỉn, 74 tuổi, bị lật đổ khỏi ghế Thủ tướng trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông rời Thái Lan vào năm 2008 sau khi bị toán tối cao kết án 8 năm tù vì tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Ông trở về nước vào tháng 8 năm ngoái Cùng dịp Thái Lan thành lập chính phủ đảng Pheu Thái do ông Srettha Thavisin lãnh đạo. Sau khi về nước, ông Xỉn bị giam giữ và bị kết án 8 năm tù vì ba tội danh liên quan đến tham nhũng. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó đã giảm án cho ông xuống còn một năm. Tuy nhiên ông Xỉn phải vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm đầu tiên thủ án. Vào tháng 12 năm 2023, cục cải huấn Thái Lan công bố quy định mới cho phép ân giá đối với tù nhân đã hoàn thành 1 phần ba bản án, đồng thời thuộc nhóm trên 70 tuổi hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Ông Thạch Diễn nằm trong số 930 tù nhân được chấp thuận tạm tha sớm trong danh sách do Cục Cải huấn đề xuất. Ông được xếp vào diện tù nhân cao tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo. Sau một thời gian thụ án ngoài nhà tù, ông Thạch Diễn được trả tự do từ ngày 18 tháng 2. Hôm 16 tháng 8, con gái Úc của ông, bà Pê Tông Tan, được bầu làm thủ tướng, thay ông Srettha. Ông Thạch Sĩn cho biết ông sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho con gái nếu cần thiết. Trả lời phỏng vấn, ông Thạch cho rằng tình trạng bất ổn kinh tế của Thái Lan sẽ không trầm trọng hơn và chính phủ do đảng phê ưu Thái dẫn dắt có khả năng ngăn chặn nguy cơ suy thoái. Ông cũng ủng hộ chương trình phát hơn 14 tỷ USD tiền kỹ thuật số cho người dân để thúc đẩy tiêu dùng, kích thích kinh tế. Chương trình này là trọng tâm trong nỗ lực của cựu thủ tướng Srettha. Nhằm giúp nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng hàng năm ở mức 5% giống nhiều nước láng giềng Đông Nam Á khác. Ông Thạch Dễn cũng chia sẻ một số ý kiến liên quan đến nền kinh tế. Theo ông, Thái Lan cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nền kinh tế nước nhà trước làn sóng của hàng Trung Quốc giá rẻ. Ông nói, trong mọi trường hợp, Thái Lan cần khẩn trương giải quyết vấn đề nợ công và nợ hộ gia đình cao, đồng thời tập trung vào các chính sách có thể thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngang bằng với một số nước láng giềng Đông Nam Á. Sáng kiến tái cơ cấu nợ nhằm hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp trên được thực hiện khi Thái Lan và người dân đang mắc kẹt trong nợ nần, ông chia sẻ. Theo ông, Bộ trưởng Tài chính và các bộ khác nên đóng vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết gánh nặng nợ nần này. Mặc dù không nắm giữ chức vụ chính thức nào, nhưng ông Thạch Diễn được cho là sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với các chính sách của chính phủ thủ tướng Petong Tan. Bà Harris Mỹ sẽ thắng Trung Quốc trong cuộc đua thế kỷ 21. Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết nước Mỹ chứ không phải Trung Quốc sẽ chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thế kỷ 21, khi bà chính thức nhận đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ vào ngày 22 tháng 8 giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên tại Mỹ, một phụ nữ da màu và người Mỹ gốc Á được một chính đảng lớn đề cử để chạy đua vào Nhà Trắng. Con đường đưa tôi đến đây trong những tuần gần đây chắc chắn là điều bất ngờ, nhưng tôi không lạ gì những hành trình không tưởng. Bà Harris 59 tuổi, người được đưa lên thay thế tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi ông quyết định rút khỏi cuộc đua. Trong bài phát biểu chấp nhận đề cử kéo dài gần 40 phút khép lại đại hội dân chủ kéo dài 4 ngày tại Chicago, bà Harris tập trung vào các chủ đề kinh tế và xã hội, bao gồm cơ hội gia tăng, an ninh kinh tế và quyền lựa chọn sinh sản cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ. Là người ủng hộ mạnh mẽ quyền tự do sinh sản trong thời gian ở thượng viện, bà Harris đã nhắc lại cam kết của mình về vấn đề này. Cho biết sẽ ký một dự luật hợp pháp hóa quyền phá thai thành luật nếu được quốc hội thông qua. Bà Harris cũng trình bày một kế hoạch cho một nền kinh tế cơ hội, tập trung vào việc tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, nhà ở và bảo vệ an sinh xã hội. Bà cam kết sẽ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và các công ty Mỹ để giảm chi phí sinh hoạt và hỗ trợ các doanh nhân. Thường bị chỉ trích vì thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại, ứng cử viên của Đảng Dân chủ tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường chứ không từ bỏ vai trò lãnh đạo toàn cầu dưới chính quyền của bà. Bà Harris cho biết bà đã giúp chính quyền tổng thống Biden huy động phản ứng toàn cầu với hơn 50 quốc gia để chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của tổng thống Nga Putin. Dự định tiếp tục viện trợ cho Ukraine và phối hợp với các đồng minh NATO nếu bà đắc cử vào tháng 11 tới. Bà cũng tuyên bố sẽ luôn bảo vệ quyền tự vệ của Israel và luôn đảm bảo rằng Israel có khả năng tự vệ. Bên cạnh đó, bà đang nỗ lực để đảm bảo chấm dứt nỗi đau khổ ở Gaza và người dân Palestine có thể nhận được sự tôn trọng, an ninh, tự do và quyền tự quyết. Trong bài phát biểu nhận đề cử của mình, bà Harris chỉ trích đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo về những nguy hiểm trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Nhắc lại vụ bạo loạn nhà quốc hội hồi đầu năm 2021 và những rắc rối pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt. Dù Trung Quốc không được đề cập nổi bật trong bài phát biểu của bà Harris, nhưng đây được kỳ vọng sẽ là chủ đề chính trong các cuộc tranh luận sắp tới giữa bà và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Cuộc tranh luận đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Văn kiện của Đảng Dân Chủ, được công bố vào ngày 21 tháng 8 trước đại hội, không nêu rõ bất kỳ sự khác biệt nào giữa bà Harris và các chính sách của ông Biden liên quan đến Bắc Kinh. Tài liệu dài 91 trang này có ít hơn 2 trang về Trung Quốc, chỉ ra những đặc điểm quen thuộc trong chính sách của ông Biden, phối hợp chặt chẽ với các đồng minh để giải quyết cuộc cạnh tranh chiến lược gay gắt với Bắc Kinh, tiếp tục chống lại các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, xây dựng cơ sở công nghiệp mạnh mẽ hơn của Mỹ, hợp tác với Trung Quốc khi có thể về khí hậu, fentanyl và trí tuệ nhân tạo. những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại